Xin chào cả nhà. Hôm nay thả hai cặp này ra cho chúng giao lưu. Nó chiều tối cả nhà. Chiều tối rồi anh tranh thủ thả, nay công việc hơi nhiều rồi. Con kia hai con luôn cả nhà. Hai con cặp này cũng đang là con này cũng còn chịu không, nó làm không được. Yêu thú cưng, yêu cúng. Lâu quá mày. Cặp này đang làm gì đây nè? Con này đụng đâm giả hơn kia. Này hay lắm. Phải tranh thủ làm cho khách. Tại nay tới thời gian này. Vô con này nó nhắc. Vô con này nó nhắc. Nó chưa quen với cái sân này. Nên nó nằm chứ không phải là nó chưa có chịu. Xin chào cả nhà. Nó hôm nay trời mưa vẫn vui không? Trời được rồi, vẫn dữ hả? Làm gì được làm. Lắm. Thả anh kia tiếp. Cũng và nhờ Thank you.
vô nè. Không mà té xuống đó như vậy nè, nó nguy hiểm không? Xin chào cả nhà. Chiều hôm nay tiếp tục đây là bài mới nha, mới nè. Mới được có 3 ngày đó thử đã cho lần kỳ lần đó. Ôi đói nè, xem cái mấy bé này, chủ đạo là màu đen, lòn đen. Ai ghê chứ. Nè, bắt đầu vô mùa rồi. Cái con này giống sô-cô-la ghê ta. Một con cái nè. Ôi cái màu nó nâu. Rồi con này nó đen bên cạnh. Nó nâu nâu chút xíu. Hôm nay đi làm mà không có nghỉ buổi sáng, nên buổi trưa về tranh thủ tha phơi mấy cái con cúng con cho nó đỡ cái mầm bệnh đó. Không có thời gian mình phơi cái bắt đầu nó ẩm, bắt đầu nó sẽ bệnh. Mấy con này đặc biệt là phải phơi nắng. Bên này bầy mới nè, 8 em, chủ yếu là màu đen thôi, đen với xương nha, đen với lòn đen nha. Rồi còn bên đây còn lại được 6 phần lông đen, lông xô, cực cái đầy đủ đó. Hôm trước có mấy bữa trời mưa liên tục rồi không có thời gian phơi nắng, bị hết dịch, hết qua, hết sự cố, hay là trị kịp. Hết con này tới con kia, khó quay quá. Rồi vô rồi hả? Sao hả? Một cặp. Đằng kia cặp, đằng kia, đằng kia đang xử đằng kia nữa kìa. Rồi xong rồi. Rồi, một cặp. Rồi, hai cặp nha. Ôi, la dữ. Nhỏ mà la ghê vậy. Cái này sắp lớp luôn nè. Sắp lớp mà la ghê không? Phơi nắng mấy cái chỗ mà nó hơi râm thôi, chứ không có phơi nắng trực tiếp, sợ nó nắng quá. Phơi nắng râm râm vậy nè, nó khô da, chết mấy con vi khuẩn.
Mấy con cún này nó dễ bị viêm da. Do có cái con da, da cám mà. Cái đeo là bị. Giỡn quá trời, con nó mập giỡn sập sập cái hàng rào luôn. Kiếm mắt xanh lắm nè, mắt nó xanh đá rồi nè, đang thử con này nữa đây, hình như cũng xanh luôn rồi nè, anh nhà xem phải không? Mắt con này nó chưa mở to lắm, còn nhìn thấy con này kìa, con này chắc không xanh nè, đúng rồi, con này mắt đen thui nè, ha, à, con đen thì mắt đen thôi. Khi mà mở mắt nó, ok nè, mắt xanh nè. Đúng rồi, đẹp quá. Nào buổi sáng có quà đẹp, hôm nay không quay qua. Cái phần trời không có nắng nhiều, quà trời ui ui, quà còn không có nhiều. Cái cặp bút bên đây hình như nó chịu rồi, chín luôn hay gì rồi. Chín luôn rồi. Rồi, được một cặp rồi các nhà. Tưởng đâu thả chơi rồi, một cặp rồi đó. Cái con búp này mình còn không quay kỹ. Thường thường quay những cái con búp sao dễ bị đánh giá nguyên tắc cộng đồng, mình cũng không biết gì sao. Quay thì mình cũng không quay trực tiếp, nhưng mà con búp mặt sệ thì rất là dễ bị, cho dù che cũng bị. Hôm nay cái giọng mình cũng bị cảm mới hết nên cũng khó nghe cái. Rồi coi như sáng nay cũng được cặp búp nha. Quá đẹp ghê. Thank you.
chào cả nhà. Hôm nay phơi nắng hai bầy cúng cả nhà ơi. Hai bầy, ba bầy, bốn bầy luôn chứ. Nhưng mà hai rổ. Bầy này từ 10 đến 12 ngày nè. Chưa con nào mới mắc. Nằm ngủ ly bì đủ sữa nằm ngủ ly bì. Có đàn này thấu hơn, đàn này mát sữa nè. Con đàn này không mát sữa lắm nè. Con cái mà nó mát sữa là nó nuôi con u mà nuôi. Có đen nha, có đủ đen. Sô-cô-la, lon sô-cô-la, lon đen. Nhiều loại. Nhìn gì trắng trắng đây. À, dính nước đây. Đấy, cái đem ra là nó ngủ rồi nè. Phơi nắng cho nó ngủ. Cho nó chống những cái con vi khuẩn. Với những con bò chét kỳ hại. Những bò con bò cám. Rồi bên đây. Đây là bày được 1 tháng này nè. Có lon đen, lon sô-cô-la. Có hai bé đó không biết cái gì nữa. Bị lỗi. Bia. Rồi cả nhà ơi, mình khui hai cái chai này ra. Xịt cho nó nha. Nếu nó bị có dấu hiệu mà cám trên da, phải khui hai chai này ra. Metisin với một chai là full cool. Một chai thì làm diệt da cám, chai là trị viêm da. Mình xịt nó lên thôi, lắc đều. Người đấy khô nè. Như vừa trị vừa phòng ngừa luôn đó. Cái này là medicine. Nhưng có những con dưa cám này nó làm cho cái da của cúng nó bị hư da rồi nó sẽ tạo gầu. Rồi chỉ viêm da. Rồi con cúng phát triển không được tốt. Rồi. Tới chai bên đây. Chai này là Fungi công. Đọc đại chứ không biết này. Thường thường mỗi sáng mình phơi. Phơi xong mà sạch như vậy là hiệu quả lắm nha. Phơi xong cứ sạch. Nè, như con này. Cái con này, mình đây nè. Thấy ở ngoài thì nó bình thường, nhưng mà ở phía trong nó có dấu hiệu rồi. Gờ lên là cái tay mình nó có hơi cầm cộm, với nó có giống như là nó bị dính cát vậy đó. Nhưng mà trong chuồng của mấy bé này là nó không có cát, nên đây chính là cái mài nè, mài con dê nè, nó nhiều lắm á. Ý trời, kia đâu bia, đừng làm đổ của tao tôi nha. Trời ơi, nhúc nhích cây kìa. Nên nó nhiều lắm á cả nhà. Nên con này chắc phải xịt nhiều á. Xịt mấy con bự nhiều hơn xíu. Mấy con lông dài nè, đặc biệt mấy con lông dài nè. Mấy con lông ngắn thì nó đỡ hơn. Con này nè. Con này lông hơi đục mi dài xíu nè. Phía trong nó có dấu hiệu rồi. Để hai ngày nữa mình xem nhà xem kết quả nha. Xem kết quả nó hiệu quả thế nào ha. Chứ mà nó không hiệu quả là phải mua chai khác. Nhưng mà lông nhìn ở ngoài thì nó cũng đẹp lắm nha. Nó không có gì. Cái chai này nó có cồn nên khi mình xịt lên, mình thoa lên là cái da của nó có cảm giác mát mát của cồn. Mấy con bự này bắt đầu có dấu hiệu rồi.
Thêm con bự này nè. Xịt lộn xộn luôn chứ cũng không sao đâu. Hồi nãy xịt gọi nhịp xí xịt thêm. Rồi bây giờ để đây cho nó phơi cho nó khô thôi. Hồi nãy nó nóng là bây giờ xịt xong mát hết là. Rồi buổi sáng mình phơi cúng với chăm sóc cúng cho nhà xem ha. Bây giờ mình tắt đi vô để đây tí xíu cho nó phơi nắng cho nó khô rồi đem vô với mẹ nó. Bye bye cả nhà nha.